Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, đây là chương trình tin tức của chúng tôi và bây giờ kính mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu là những tin liên quan đến Atlanta. Thành phố South Fulton thực hiện các biện pháp an toàn mới tại giao lộ nguy hiểm. Một giao lộ ở South Fulton nguy hiểm đến mức nhiều tài xế đã chết ở đó và những người hàng xóm nói rằng họ sống trong sợ hãi. Highway 138 và đường Bethesda là nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn. Không có đèn giao thông hàng dặm dọc theo đoạn đường. Người lái xe có thể bị choáng khi phóng qua giao lộ. Việc lái xe có thể điên cuồng, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Evelyn Dawson, một chủ nhà sống gần đó cho biết, thật kinh khủng, tôi thực sự kinh hoàng. Linda Baker-Bridges, thành viên hội đồng thành phố South Fulton cho biết, những người sống trong cộng đồng này, họ sợ hãi và họ thậm chí còn sợ rẽ vào con đường này. Bà Baker-Bridges nói rằng một số người lái xe như bay với một tốc độ chóng mặt khiến cho giao lộ trở thành một mối nguy hiểm cho tài xế, cũng như cho người đi bộ. Bà cho biết cặp vợ chồng Leon và Christine Watson đã chết vào tháng 5 năm ngoái sau khi một chiếc xe khác đâm thẳng vào xe của họ tại nơi hai con đường gặp nhau. Bà nói rằng giao lộ này không an toàn vì nhiều người lái xe quá nhanh. Trung úy Greg Harper thuộc Sở Cảnh sát South Fulton cho biết, tài xế lái xe gấp đôi tốc độ cho phép, thường xuyên là 100 dặm một giờ, trong khi giới hạn chỉ có 55 dặm một giờ. Điều đó rất nguy hiểm. Đó là một trong ba giao lộ nguy hiểm nhất với các vụ va chạm chết người ở South Fulton. Bà Baker-Bridges đã thuyết phục cảnh sát tăng cường tuần tra và đặt máy dò tốc độ trên Highway 138. Theo trung úy Grace Harper, chúng tôi có một đoạn đặt radar trên 138 và chúng tôi đang thực hiện việc cưỡng chế giao thông trong khu vực. Ông cũng lưu ý rằng thành phố sẽ lắp đặt đèn giao thông trong vòng 90 ngày để giúp cho các tài xế giảm bớt tốc độ. Bản tin tiếp theo, Học viện Quân sự Thiếu niên Georgia đóng cửa sau cuộc ấu đả đầy bạo lực. Một học viện quân sự dành cho thiếu niên ở Augusta đã bị đóng cửa sau một loạt vụ bạo lực mà đỉnh điểm là cuộc ấu đả ngày 13 tháng 10 giữa 70 thanh thiếu niên. Một báo cáo mới cho biết các lãnh đạo của Học viện Thử thách Thanh niên của lực lượng vệ binh quốc gia Georgia tại Fort Gordon vội vã đáp ứng hạn ngạch tuyển sinh mới, không sàng lọc tân binh về vấn đề sức khỏe tâm thần và hành vi. Cuộc điều tra cho thấy một nhóm nhỏ nhân viên đã thất bại trong việc kiểm soát những thiếu niên bất hợp tác và bạo lực. Quyền chỉ huy đồn trú của Fort Gordon ra lệnh ngừng chương trình và cấm học viên đến Fort Gordon trong một năm với lý do sự an toàn của việc lắp đặt. Nhân viên quản lý chương trình được thông báo và có 24 giờ để đưa tất cả 170 thiếu niên ra khỏi căn cứ. Theo hồ sơ và báo cáo, lãnh đạo vệ binh quốc gia đổ lỗi việc này cho các học viên vô kỷ luật. Jessica Donaldson đã gửi cậu con trai là Tristan Hill, 16 tuổi, đến học viện và cho biết cô bị phản bội bởi lời hứa về một chương trình có cấu trúc sẽ giúp ích cho con trai của cô. Cô được gọi để đón con trai về nhà chỉ vài ngày sau khi chương trình kéo dài 5 tháng bắt đầu. Trẻ em trở về nhà với những câu chuyện về bạo lực và chấn thương. Thống đốc Brian Kemp, tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia Georgia, Thiếu tướng Thomas Gordon và các lãnh đạo chương trình đã từ chối hoặc phớt lờ yêu cầu phỏng vấn. Sau khi Donaldson liên lạc với Thượng nghị sĩ Dân chủ John Ossoff, nhân viên học viện viết thư cho ông Ossoff vào ngày 27 tháng 12 và đổ lỗi cho một nhóm thiếu niên hiếu chiến, vô kỷ luật và bạo lực, gây ra cuộc ấu đả. Chương trình do Quốc hội Georgia tạo ra nhằm mục đích cung cấp cho thiếu niên có nguy cơ tuổi từ 16 đến 18 các kỹ năng sống, tư vấn, đào tạo, nghề và hướng dẫn học tập trong môi trường trại huấn luyện. Vệ binh quốc gia cho biết chương trình này không phải là hình phạt thay thế
dành cho những đứa trẻ vi phạm pháp luật. Sang qua bản tin nói về cư dân Morgan County bị buộc tội ăn cắp tại Walmart, bị bắt với 37 pounds cần sa trong cốp xe. Theo trang Morgan Citizen, một người đàn ông Georgia bị bắt vì tội ăn cắp đồ tại Walmart, thậm chí còn gặp rắc rối lớn hơn khi cảnh sát tìm thấy 37 pound cần sa trong cốp xe của anh ta. Marcus Rosato, 28 tuổi, bị bắt tại một siêu thị Walmart của Morgan County vào thứ Bảy 12 tháng Giêng, sau khi anh ta bị buộc tội không quét các mặt hàng ở quầy tự tính tiền. Một nhân viên an ninh của Walmart nói với cảnh sát Morgan County rằng nghi can không quét ít nhất là 24 mặt hàng. Theo trang Morgan Citizen, các viên chức xem lại video giám sát và xác nhận rằng nghi can đã không trả tiền cho một số mặt hàng với tổng trị giá khoảng 165 Mỹ Kim. Sau khi nghi can bị bắt, anh ta đã hỏi cảnh sát rằng anh ta có thể giữ những món đồ mà anh ta đã trả tiền hay không. Và cảnh sát đồng ý để những món đồ mà anh ta đã trả tiền ở ghế sau xe của anh ta. Morgan Citizen cho biết là nghi can đã đưa cho cảnh sát chìa khóa xe của anh ta. Tuy nhiên khi tới xe của nghi can, cảnh sát mở cốp xe thay vì mở cửa băng ghế sau để những món đồ anh ta mua không bị nhìn thấy. Và khi cảnh sát mở cốp xe, ngay lập tức họ ngửi được mùi cần sa nồng nặc. Cảnh sát tìm thấy 3 túi vải thô chứa đầy cần sa hút chân không với tổng số lượng khoảng 37 pounds. Cảnh sát cũng tìm thấy một túi nhỏ hơn nghi là nấm psilocybin. Cảnh sát nói với Morgan Citizen rằng đó là vụ bắt giữ cần sa lớn nhất trong lịch sử của sở. Nghi can thù bị buộc tội sở hữu cần sa với ý định phân phối, buôn bán, trộm cắp bằng cách ăn cắp trong cửa hàng, sở hữu các đồ vật có liên quan đến ma túy, sở hữu chất bị kiểm soát với ý định phân phối và sở hữu chất bị kiểm soát. Một học sinh bị đâm khi đánh nhau tại căng tin nhà trường. Vào ngày thứ Ba 17 tháng Giêng, một vụ đánh nhau xảy ra giữa hai nữ sinh tại căng tin của trường trung học phổ thông Daniel nằm trên đường Scott, khiến cho cảnh sát tuần tra học khu và nhà chức trách phải ban hành khuyến cáo về vấn đề này. Các quan chức của học khu xác nhận một nữ sinh bị bạn học đâm chảy máu trong vụ ấu đả nói trên. Nhân viên cấp cứu đã đến nơi ngay sau khi xảy ra xung đột. Nhiều học sinh chứng kiến cảnh hỗn loạn, nhanh chóng nhắn tin cho cha mẹ, người giám hộ cũng như đăng trên trang truyền thông xã hội. Và một học sinh tên là Lena Taylor biết cả hai người nói rằng cô đã bỏ chạy khi nhìn thấy máu chảy. Cha của cô là ông Highland Taylor gọi điện thoại trấn an con gái, yêu cầu cô đừng hoảng hốt cũng đừng chạy loạn, nên ở trong lớp đã khóa cửa. Vì mọi sự được ổn định, ông và các phụ huynh khác đến trường đón con của họ tan học sớm. Một người mẹ lo ngại cho sự an toàn của các con và những học sinh khác khi biết có xung đột bạo lực gây thương tích giữa các học sinh ngay trong nhà trường. Và bà nói rằng quận Cobb cần xem xét tận trọng cách họ giải quyết kỷ luật tại các trường học cũng như bảo đảm an toàn cho toàn thể học sinh. Và thưa quý vị, thị trưởng Anthony Dickens chủ tọa đám cưới tập thể trong ngày lễ tình nhân. Hàng chục cặp đôi sẽ chính thức kết hôn với nhau trong một buổi lễ do thị trưởng Anthony Dickens của thành phố Atlanta chủ tọa và chứng kiến tại Greystone thuộc công viên Piedmont. Hôn lễ cử hành tập thể Merry We do nhóm Southern Hospitality Event đứng ra tổ chức. Những người muốn tham gia có thể ghi danh trực tiếp và trên trực tuyến và phải trả 1.000 Mỹ Kim để lễ cưới của họ được tổ chức vào ngày Valentine. Nhiều cặp vợ chồng cũng được mời tham dự để tuyên hứa lại lời ước thệ hôn nhân của họ. Tiệc chiêu đãi trong nhà do nhà hàng Dennis Dean Catering phục vụ. Chương trình bao gồm bữa ăn tối, món tráng miệng và quầy rượu. Cũng sẽ có âm nhạc trình diễn cho đến khi hương thơm của Van Rapp kết thúc vào lúc 9 giờ tối. Những người ghi danh sẽ nhận giấy hôn thú có chữ ký của thị trưởng Dickens, ảnh chân dung và quà cưới. Hôn lễ và tiệc chiêu đãi sẽ được cử hành bất kể dự báo thời tiết như thế nào. Nhưng các chi tiết có thể sẽ phải thay đổi nếu thời tiết không phù hợp
cho việc tổ chức ngoài trời.